người dân liên tục gửi đơn kêu cứu tới cơ quan chức năng về tình trạng hàng chục nghìn cây thông thuộc vườn quốc gia Tam Đảo đang bị cạo vỏ, lấy mủ theo kiểu tận diệt. Sự việc diễn ra trong thời gian dài ngay trước mắt lực lượng kiểm lâm, cơ quan quản lý tại đây. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Vừa qua, truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc về việc cán bộ kiểm lâm đang công tác tại trạm kiểm lâm Tân Đồng thuộc quản lý của vườn quốc gia Tam Đảo có dấu hiệu thông đồng với các đối tượng để cạo mủ hàng chục nghìn cây thông tại vườn quốc gia Tam Đảo. Số rừng thông bị cạo mủ lên tới khoảng 10.000 đến 15.000 cây thuộc địa phận thôn Đồng Giếng và một số khu vực lân cận. Theo phản ánh, diện tích rừng thông tại đây khoảng 100 hectare thuộc vườn quốc gia Tam Đảo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc điều hòa khí hậu và phát triển du lịch sinh thái của tỉnh Vĩnh Phúc. Hơn thế, nó còn là tài sản quốc gia, lẽ ra phải được bảo vệ chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Nhưng thực tế, hàng chục nghìn cây thông tại đây lại bị cạo vỏ, lấy mủ theo kiểu tận diệt. Hiện nay, quần chúng nhân dân tại đây đang rất bức xúc, tiếc thương cho rừng thông. Họ cho rằng chỉ vài năm nữa, những cây thông cổ thụ và cả rừng thông sẽ lụi bại dần. Và những hậu quả, ảnh hưởng của việc mất rừng, không ai khác chính là người dân phải gánh chịu. Tiếp nhận phản ánh của người dân, nhóm phóng viên truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn đã theo chân người dân địa phương để trực tiếp mục sở thị thực tế những gì đang diễn ra tại đây. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ đi bộ, băng qua những con đường mòn dốc đứng, chúng tôi đã tiếp cận được khu vực Khe Bòng thuộc thôn Đồng Giếng. Khu vực này là cánh rừng cả nghìn cây thông khoảng 30 năm tuổi. Đập vào mắt chúng tôi là những cây thông với vết khoét sâu hoắm, khoanh vòng gần hết cả thân cây. Ở những vết khoét này, nhựa thông màu trắng đục chảy thành dòng, đọng lại thành những lớp nhựa óng ánh. Có cây, nhựa vẫn còn đang chảy dài và bốc mùi thơm ngào ngạt khắp vùng. Bằng mắt thường có thể thấy các vết khoét rất rộng và sâu. Nhiều cây bị khoét đi, khoét lại nhiều lần, chứng tỏ thời gian khai thác diễn ra trong một thời gian dài. Phần túi bóng để đựng nhựa thông bị dùng đinh đóng vào thân cây một cách chắc chắn. Với vết khoét như vậy, việc cây hồi phục gần như là không thể. Từ những vết thương không thể lành lại ấy, nhựa thông cứ chảy dài cho đến khi cạn kiệt. Người ta cạo cái thân cây lấy mủ từ thời điểm nào và để mục đích gì? Có nghĩa là cái cánh rừng này tôi lấy mang từ tháng, có nghĩa vụ mang năm xưa. Là năm ngoái một vụ rồi, gọi là năm ngoái, bây giờ sang năm mới rồi. Thì tôi thấy người ta cạo rồi, người ta cạo cái nến này rồi. Chả biết cạo làm cái gì tôi không rõ, không biết. Đấy. Đại khái họ bảo họ đi cạo thuê. Tôi ngồi cùng họ bảo là chỉ cạo thuê mỗi tháng là người ta trả 6 triệu. Còn về mục đích gì tôi không biết, nếu mà bán thẳng vào đấy thì 20.000 một cân. Bán thẳng cho chủ ạ. Theo ghi nhận, một số điểm còn sót lại tại các lán trại của các đối tượng cạo vỏ lấy nhựa cây, ngang nhiên dựng lán giữa rừng. Đến nay, cánh rừng cả nghìn cây thông, nhưng chỉ còn lại vài cây ít ỏi gần lối đi là chưa bị tận diệt. Số còn lại, ẩn dưới tán lá, tưởng chừng như là rậm rạp này, là các lối mòn đến tận từng gốc cây, rồi để lại những vết lở loét sâu hoắm. Và dòng máu của cây thông này cứ thế chảy vào túi, rồi bị đem đi. Tiếp tục đi sâu vào khu vực Tròi Châu, Thai Lép, Sòng Công Danh, Khe Gấu, nhóm phóng viên chúng tôi không khỏi choáng ngợp bởi quy mô, số lượng cây thông bị cạo vỏ nhiều đến mức không tưởng. Số cây bị phá hoại này nhiều đến mức chỉ còn có thể ước lượng bằng hecta. Đặc biệt là các cây cỡ lớn có tuổi đời lên tới khoảng 50 năm cũng bị phá hoại trước sự xót xa của người dân. Đúng là trạm kiểm lâm với lâm tặc đang cạo cái này, phải không? Rộng bao nhiêu năm mới được cái rừng cây như thế này? Không. Nhưng mà tất cả như mà trạm kiểm lâm bên đấy long lùn ra này, trạm trưởng trạm Tân Đồng, nhân dân người ta đi chặt ngày xưa chặt cái cây con bằng cái ngón tay này, công ấy bắt thu dao thu đòn sóc không để cho tha một cái gì, lấy hết. Nhưng đến giờ ông kiểm lâm ông đi phá thế này thì nhân dân chịu làm sao được, đúng không? 3 ngày cũng cầm máy đi quay video đàng hoàng, quay lên băng đĩa đàng hoàng là nó phá không còn cây nào đây. Anh xem đây chơi bình thường, cái lên trên kia nó dày mà nó nhìn vào đó là nó cứ la lượt như thế này, tất chỗ này nó cạo qua là nó chỉ cần để là 10 phân ở đằng sau là ngày mai chết. Những cây này còn sống, mai còn sống, nhưng trên kia nó ăn lâu rồi thì coi như là hết chết, nó sẽ không bao giờ sống được. Vì thông này bây giờ nó nhân cơ hội nó có một cái trận bão, trẻ con ấy thả trâu ấy, còn châm một mùi một cây này cháy thì coi rừng này xong hết, cái khu này không còn cây nào thôi. Đây nói với các anh đấy,
Thế cho nên là mấy cái ông kiểm lâm này là ông về đây ông làm loạn trong xã. Trong xã này nó không có người chỉ đạo. Đấy, nói thật với anh ấy. Ông chủ tịch xã vào đây ông thế đó mà. Cứ đưa mấy thằng quan sáng vào đây xong bắt đầu là biên bản xong đánh chén xong lại đi rồi. Theo tìm hiểu, với những vết cạo như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây. Có thể nguy cơ cây bị chết và nguy cơ cháy rừng rất cao do nhựa thông rất dễ cháy. Trước thực tế đang diễn ra tại đây, nhóm phóng viên đã liên hệ làm việc với các cơ quan chức năng hữu quan để tìm ra đâu là sự thật. Trả lời đơn thư tố cáo kiểm lâm đang cấu kết với lâm tặc phá hoại rừng thông và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân khi để xảy ra sự việc này. Truyền hình Báo Điện Tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong các phóng sự tiếp theo.